ai đang thư giãn ở dưới đáy biển thế? Mình phải đợi đến lúc thích hợp thôi. Lauder thế nào rồi? Đây là cây đinh ba. Bây giờ mình đã có toàn năng rồi. Cuối cùng cũng được nghỉ rồi. Chúng mình lên kế hoạch cho chuyến nghỉ ngơi phải không nào? Hớt mọt sao? Bắt được rồi nha. Tới lúc để thay đổi rồi. Lấy ít vải, vẽ vẫy, thêm kim tuyến, mặc thử phần đuôi. Cần acrylic và kim tuyến. Vây nữa là xong. Gắn vào đế. Gắn các nếp gấp lại. Siêu anh hùng của chúng mình đã biến thành nàng tiên cá rồi. Bơi thôi. Đuôi sao? Làm sao mình có thể kiểm soát được cái này? Giúp với. Nhiễm biển. Ô thôi. Chú cua nhỏ, bạn có thể gọi người đến được không? Không hả? Ô không, lưới cá kìa. Không phải thế này chứ. Làm sao mình có thể thoát ra bây giờ? Tiki, chọn em búp bê bị hư nha. Làm sạch nào. Lấy bìa. Chọn một màu. Màu đỏ sẽ đẹp hơn đó. Khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương. Đất sét đến đây. Xé thành miếng. Khuôn hình đuôi. Lấy bìa đựng tài liệu. Gắn vào phần thân. Lấp lánh. Wami đến cứu đây. Tiki, em có thể giúp chị ra ngoài đây được không? Chúng mình phải cắt lưới. Đúng rồi, vỏ sò. Ý hay đó. Chắc quá à. Hay là dùng cây nhỉ? Thử xem nào. Chúng mình cần thứ gì đó sắc bén. Cá đao à, bạn có thể giúp mình được không? Thành công rồi, Ladybird đã tự do. Cảm ơn bạn, mình phải tìm Ariel thôi. Bỏ cuộc đi, đánh không lại đâu. Để rồi xem. Nhận lấy. Lấy một ống keo nha. Chọn một tờ giấy. Quấn lại. Thêm một cái nữa. Miếng Lego. Chuẩn bị dây nịt. Dán vào khóa dán. Thành công rồi. Làm dây đai. Cố định các phụ kiện nào. Chọn một quả cầu. Cắt phần miệng. Chỉnh sửa lần cuối cùng. Lấy ống hút nha. Gắn với mũ bảo hiểm. Sẵn sàng lặn thôi nào. Không có thời gian để nghỉ luôn. Xem nào. Thiết bị lặn sao? Tìm được thế này hay rồi nè. Bây giờ mình có thể cứu được tình yêu của mình rồi. Mình đến đây. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Mình sở hữu sức mạnh của Ariel. Tuyệt vời. Bây giờ hãy giải quyết Ladybird nào. 1, 2, 3. Bây giờ không ai có thể chống lại mình nữa. Mình sẽ tạo ra một con quái vật thật thụ. Chúng mình đến xưởng xem nào. Chúng mình sẽ cần một chú khủng long nhỏ. Vẽ vây. Cắt ra nha. Thêm xíu điểm sáng. Ladybird coi chừng. Hoàn hảo. Tìm cô bé đó và đưa đến đây. Ai đó nên cảnh giác đi. Xem nào, chúng mình cần phải nhanh lên thôi. Cái gì vậy? Chạy đi. Thủy quái đang ở rất gần kìa. Ladybird, hãy cẩn thận. Bắt được rồi nha. Chú cá bị mắc kẹt trong vỏ sò rồi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chúng mình kéo ra nha. Nhưng không được cắn nha. Cảm ơn vì đã giải thoát cho em. Em sẽ không làm phiền các chị nữa. Tuyệt vời, hãy theo chị.
Đây là món chả Rappy ngon nhất đại dương. Bụng đang kêu cồn cào luôn rồi nè. Mình có thể giúp gì ạ? À? Món đặc trưng của nhà hàng mình nha. Lalelu, chúng mình có đơn hàng burger cua. Được thôi, chúng mình làm thôi. Rửa bột vào nha. Hãy thêm nguyên liệu bí mật nào. Trộn kỹ. Nhào bột. Tạo hình thành vỏ sò. Cho vào lò nướng. Thơm quá đi. Cách làm đuôi. Chiên chả. Thêm rau diếp và cà chua vào. Cảm ơn Lalelu. Món của bạn đến rồi đây. Hay quá. Yummy. À, cay quá à. Nhiều tiêu quá đi. Nước, nước. À, cứu với. Của cô đây. Ồ, chưa đủ. Phải làm sao đây? Chuẩn bị một số que nha. Dán chúng lại với nhau. Tạo thành vòm. Sơn màu nâu. Lấy lưới. Kéo căng lên khung. Cái này có thể dành cho ai nhỉ? Thật tiếc cho thủy quái của chúng mình không thành công rồi. Chúng mình cần lên kế hoạch mới thôi. Có vẻ như chúng mình có ý tưởng rồi. Một cái bẫy hoàn hảo. Chúng ta cần con mồi. Mình biết phải làm gì rồi. Lali Kadabra. Trốn nào. Mùi gì vậy? Phô mai. Và mình ngửi thấy mùi bánh nữa. À, cứu với. Mình biết cách cứu các em rồi. Chúng mình cần món gì đó sắc bén. Hoàn hảo. Sơn màu bạc nha. Sơn các công cụ. Bọc tay cầm. Cố định theo chiều ngang. Mình có thể lấy cái này được không? Cứ tự nhiên. Các bé Kwame sẽ được cứu. Rẹt rẹt và xong rồi. Ồ, không được. Để mình thử. Ồ, nặng quá à. Mình có cái này. Chỉ còn một chút nữa thôi. Hoan hô, được rồi nè. Được cứu rồi nha. Mấy món này chẳng xứng đáng miếng nào. Lại thất bại rồi. Lấy ra một miếng. Đậy chặt nắp nha. Tìm quả cầu. Cha, lấp lánh quá à. Chân đế màu bạc. Mượn một số đồ trang trí. Trang trí phần đế. Quả cầu ma thuật sẽ giúp mình thấy tương lai nè. Làm cách nào mình trở lại hình dạng trước đây bây giờ nhỉ? Bạn cần thuốc. Không phải cái đó. Có lẽ chúng mình tìm ở đây thử ha. Không phải cái này. Cái gì đây? Tìm thấy rồi. Rắc lên đuôi nào. Không được sao? Không giúp được gì cả. Đừng lo. Chúng mình sẽ giải quyết chuyện này mà. Quả cầu ma thuật. Hãy cho chúng mình lấy thuốc giải nào. Lấy một viên sỏi từ đáy biển. Tháo vỏ sò. Tuyệt vời. Mã vàng phần đế. Trang trí bằng ngọc trai. Thêm kim cương giả. Treo trên chuỗi. Đây là một mặt dây chuyền ma thuật. Bắt được rồi nha. Ô không, những tên phản diện hợp sức lại kìa. Bỏ cuộc đi, không còn cơ hội nữa đâu. Ladybird, Ariel chạy đi, mình sẽ giữ chân cho. Trước đây ta đã thắng. Chúng mình phải yểm trợ ảnh thôi. Không có thứ này thì còn mạnh miệng nữa không nào. Cây đinh ba của mình. Sức mạnh của mình đã trở lại. Gì cũng được trừ cái đó. Ursula, đưa dây chuyền đây. Ladybird cần có chân. Được rồi, cầm lấy đi. Được rồi nè, hoan hô, mình có thể trở về nhà rồi.
Hú à, nữ siêu anh hùng đã trở lại hình dạng ban đầu. Cuối cùng thì cũng thành công rồi. Cảm ơn Ariel nha. Chúc may mắn ở đất liền. Các bạn ơi, có chuyện gì thế? Tụ tập dữ à? Chúng em tìm thấy được trứng tiên cá này chị. Không biết làm sao cả. Thú vị ghê, để chị nha. Cùng dùng Lay-Doh để điêu khắc nào. Tạo hình nàng tiên cá nhỏ. Làm các chi tiết. Thêm màu. Chiếc đuôi xanh cùng với vây. Màu tóc nâu cho gương mặt đáng yêu này nào. Lấy khuôn nhựa nha. Yay, slime này. Cho bé vào trứng. Xong rồi nè. Nàng tiên cá nhỏ của chúng mình sẽ sớm vào đời thôi. Tới nơi rồi, về nhà rồi đây. Đặt em ở đâu bây giờ ta? Chỗ này trên gối nha. Nhưng phải có thêm một chỗ khác nữa. Sinh vật biển cả mang giường vỏ sò đến. Wow, cảm ơn nha. Đúng thứ mình cần luôn nè. Trứng dần lớn lên. Wow. Ồ, đến lúc đi khám rồi. Mình phải làm sao đây? Let's go. Lại đây nào bạn nhỏ. Phép thuật Lalilu đây. Các chi tiết đã sẵn sàng rồi. Máy may vào việc thôi. Áo bác sĩ đã sẵn sàng rồi. Cắt thành hình cổ áo. Cắt đoạn dây nha. Dây đồng. May các chi tiết lại. Ống nghe đây rồi. Gắn thêm đệm tai nha. Trang phục bác sĩ đã sẵn sàng rồi đây. Ursula làm bác sĩ. Ồ, bệnh nhân nào tiếp theo đây? Chào, con không có đặt lịch ạ. Đừng lo, đến bàn xét nghiệm nào. Cùng nghe nha. Đầu tiên, phần đầu. Ồ, bụng lớn thế. Mấy tháng rồi đây? Băng keo dán vào trứng sao? Lần đầu thấy luôn á. Được, để xem nào. Phải siêu âm thôi. Cô sẽ viết cho con giấy giới thiệu nha. Đây, cảm ơn bác sĩ. Phew, giờ thì nghỉ ngơi thôi. So good. Cùng làm bánh quy nào. Ly rỗng nè. Cắt các góc ra nha. Cha, lấy mấy cục đá cuội này đi. Cảm ơn. Cắt giấy xốp thành sợi. Cắt thành ngôi sao. Biến ra thêm vài mẫu kim tuyến nữa. Cắt thành mẫu. Gắn ống vào trứng giữa nha. Lắp thành máy ấp. Đậy nắp lại. Gắn các ống lại với nhau. Gắn chân vào nào. Lắp thêm bảng điều khiển kế bên thiết bị nha. Máy ấp này giúp cho trứng nở ra đó. Ursula mang Ariel đến phòng thí nghiệm. Wow. Chiếc máy tiên tiến này dành cho nàng tiên cá đó nha. Cho vào. Cài đặt. Sẽ sớm nở ra thôi. Wow. Yeah, tò mò quá. Làn khói bốc lên. Trong làn sương, nàng tiên tí hon xuất hiện. Yay. Con của mình. Khoa học diệu kỳ thật. Mình ước trở thành nhà khoa học quá đi. Được đó, cô cũng cần thư ký nè. Mặc áo khoác vào đi. Ok. Chào mừng con vào đội của cô. Woohoo, con đồng ý. Nice. Cùng chọn giấy xốp thôi nào. Nàng tiên cá của chúng mình kìa. Đổi miền vây nào. Tạo khung bằng giấy xốp. Mài các cạnh đi. Sơn lại. Kết thêm đá. Gắn thêm bảng điều khiển và nút. Bồn ngâm massage này sẽ giúp mình thoải mái sau ngày dài. Ôi, mình mệt quá đi. Ướt.
mình nên cất bồn ngâm chân này sớm hơn chứ. Rồi, đặt ở sau màn hình nha. Bác sĩ, cô cháu, đôi cháu đau quá. Xem nào, ngồi đây đi nha. Ok. Ồ, đau quá đi. Rồi, đuôi cháu bị ép quá mất thôi. Cô biết rồi. Để cô giới thiệu cho con bồn ngâm đuôi nha. Con sẽ thích cho mà xem. Ồ, chân đỡ đau lắm rồi ạ. Thoải mái quá đi. Cảm ơn bác sĩ Ursula ạ. Cùng làm máy ghi điện tim nào. Hộp rỗng nè. Vẽ hình tròn. Yeah, cắt đoạn dây kẽm. Rồi gắn nút vào nha. In màn hình ra. Cắt các dãy tâm đồ. Thiết bị này sẽ giúp theo dõi tim mạch. Ôi chao, già khú đế rồi. Có bệnh nhân mới. Chào nha, hôm nay thấy thế nào nè? Tim có chút loạn nhịp, lo lo sao á. Mọi chuyện cứ để cho em. Ồ, không nghi ngờ gì cả đâu. Chúng mình sẽ xem điện tâm đồ nha. Gắn cảm biến vào. Xem nào. Chà, tim đập loạn nhịp rồi này. Quay lại ngay. Ồ, không có thuốc chữa tình yêu đâu. Để anh đi hái hoa. Về rồi đây. Anh Trent, đâu rồi? Biến mất rồi à? Ôi cha. Cùng mượn phần tựa lưng cao su này nha. Đổi kiểu dáng. Sơn lại màu xanh. Mảnh vải này. Dùng khóa dán này nha. Xong. Cổ áo này sẽ giúp cố định cổ bạn ở vị trí cố định đó nha. Ariel đang đọc sách. Mình sẽ trở thành bác sĩ tốt. Rồi bệnh nhân đầu tiên cũng tới. Hello. Bác sĩ, cổ của anh khó chịu quá. Trường hợp này vui à nha. Chờ tí, em kiểm tra thư viện đã. Xem nào, sách tham khảo đâu ta? À, anh cần phải nẹp cổ. Mang vào nào, sẽ tốt hơn đó. Ồ, đỡ đau hẳn. Dạ, đi nha. Chờ đã chờ. Anh nên ở lại giám sát thêm vài ngày nữa. Lấy vài vỏ sò nha. Kép keo nóng. Như rong biển nhỉ. Thêm tí xanh nha. Bánh xe ngọc trai. Muốn ăn chupa chups không nè? Các que này sẽ tiện dụng lắm đó. Gắn chổi vào nào. Xô. Mình muốn phụ nữa. Được, nhưng trước hết phải vẽ áo đã. Mũ của bạn nè. Nhân viên mới sẵn sàng làm việc rồi đây. Sebastian làm nhân viên gác cổng trong bệnh viện. Cả hành lang đều rất sạch sẽ. Phew, mình dọn xong rồi. Đến giờ nghỉ thôi. Chú ốc nhỏ bò vào. Ủa, vài vết nhớt rét đầy ở hành lang rồi. Ồ, má ơi, có chuyện gì ở đây thế? Mới sạch đây mà. Yêu ơi, là nhớt. Ui, phải chùi lại rồi. Như này, có một tí ở máy bán hàng tự động. Ai đó? Bắt được rồi nha. Đi đi, ra khỏi chỗ này. Ôi, công việc này nhọc nhằn quá đi. Chúng mình cần hộp nhẫn. Sơn nào. Vài mẫu. Đến giờ uống trà rồi. Vài tấm khăn giấy. Dán vào thân. Cắt ống hút nha. Gắn vào máy. Nắp cọ. Gắn với dây. Máy thở này sẽ giúp bệnh nhân thở đó nha. Bệnh nhân tiếp theo, mời vào. Hello. Ursula ơi, anh quay lại vì em này. Ryan, anh nữa à. Em yêu.
cần phải thở máy. Kết nối thiết bị. Thở bằng miệng nào. Thở qua miệng nha. Thở trước đã. Em sẽ quay lại ngay. Ai tẩm độc vào máy thở thế? Biến Ryan thành niên thiếu rồi kìa. Ghép màu. Mình trở lại rồi. Ryan đâu? Chạy nữa rồi à? Chờ đã, là anh đó sao? Em có đồng ý hẹn hò với anh không? Sao mà từ chối được chứ? Lấy nắp đậy khăn nha. Cắt thành sợi. Chia ngăn. Làm thành túi đựng nhỏ hơn. Cá mập chạm vào nhựa. Trong biển kìa. Cho trứng cá tầm vào. Cháo bắp. Ống rỗng nhỏ. Cắt các gốc nha. Cho clam vào. Cốc chai dinh dưỡng đây. Thêm dụng cụ ăn nữa. Thực đơn bình thường ở nhà ăn bệnh viện. Eric chán ở bệnh viện lắm. Đến giờ ăn rồi. Anh ăn đi. Chờ đã, đồ ăn ngon đâu. Ew, đồ ăn ở đây dở quá à. Ăn cái này thì sao mà đỡ nổi. Anh bạn à, bánh burger nè. Vị cứu tinh. Ngon quá. Sao không ăn nhỉ? Cha, anh ăn hết rồi sao? Giỏi quá. Ăn nhanh khỏe nhanh nha. Lấy chiếc lọ nhỏ nè. Mình là quý ông nè. Không còn nghi ngờ gì nữa. Gắn miếng nhựa vào. Sơn phần vỏ. Lấy cây kim ra nha. Cắt ra tay cầm ống hút. Các chi tiết xanh. Hạt nhựa. Và ống treo. Chiếc tai nghe cũ. Màn hình siêu âm. Bảng điều khiển. Trang trí thêm kiểu biển cả. Máy siêu âm là máy cần thiết trong xét nghiệm đó nha. Ariel ngồi ở phòng. Ryan và Ursula đến để được tư vấn. Có chuyện gì nào? Bác sĩ, cô bị đầy hơi. Chúng mình siêu âm xem nha. Và hình như có gì đó không ổn. Nằm xuống nào. Lo quá đi. Máy móc ở bên con không sai đâu ạ. Cha, có gì thế hả? Tinh hỉ. Có chuyện gì thế? Chúng mình sẽ lên chức làm bố mẹ đó. Kết thúc có hậu rồi. Ariel chuẩn bị tới bữa tiệc. Để xem thế nào. Không không, Lalilu giúp mình có vẻ ngoài phù hợp với. Màu này thì sao? Dùng một ít đất sét. Tạo hình thành áo. Đây rồi. Wow, mình rất thích. Còn tóc thì sao? Phải có thêm phụ kiện nữa. Thêm ít nước hoa nha. Ariel ngồi lên mặt nước. Cậu đến đúng lúc quá đi. Các công chúa đang ở cùng nhau trên bãi biển. Mọi người đều nhảy múa vui vẻ. Ariel, cậu tham gia với tụi mình đi. Mình thấy không ổn cho lắm. Ariel bị sao kìa, giúp với. Gọi cấp cứu ngay đi. Có chuyện gì với công chúa vậy? Lấy hộp màu vàng nha. Dùng các que. Giao hàng tới đây. Cảm ơn đã giúp đỡ. Nhào slam. Đổ vô bể cá. Chuẩn bị sợi dây. Nhúng nó vào nước. Chỉ dành cho nàng tiên cá bị mất nước. Phòng này đã sẵn sàng.
Đưa cô ấy lên giường đi. Bác sĩ, cậu ấy sao rồi? Thật không may, không còn mạch nữa. Phải làm sao đây? Mọi người, nhớ nhấn like để giúp Ariel sớm tỉnh lại nha. Dùng mặt nạ dưỡng khí thử. Không có tác dụng rồi. Làm ơn nghĩ cách gì đi. Không thể, làm ơn đi mà. Mình có ý này. Bác sĩ mang mặt nạ nước đến. Mạch cô nàng đã đập trở lại rồi. Lấy khuôn silicone nha. Đợi nó khô lại. Rồi gắn chân vô. Mình cần dùng thêm san hô. Và một ít rong biển. Trông thật tuyệt. Cửa hàng ống nước của Mario. Tụi mình muốn mua chiếc bồn tắm đẹp nhất. Vậy thì các cậu đến đúng nơi rồi đây. Cái này thấy sao hả? Nhỏ quá à. Vậy cái này chắc phù hợp cho cậu ha. Rất rộng rãi. Chỉ có một cái. Độc quyền đó nha. Mình mua nó đi. Đổ đầy nước vào. Mau tỉnh lại nha. Biển biểu quyết. Lấy một ít ngọc trai. Gắn lên tay cầm. Phán quyết sẽ rất công bằng. Đây rồi Elsa. Thank you. Phew, mình tới được buổi casting rồi. Có thể bắt đầu thôi. Ban giám khảo bao gồm những người bạn thân nhất của Ariel. Mình là người đầu tiên hả? Cậu chuẩn bị gì cho Ariel vậy? Hoa và một bài thơ tình. Bầu chọn đi các cô gái. Hai phiếu thuận. Còn mình phản đối. Được rồi, những người khác có thể gặp may hơn. Các quý cô, ta là ngôi sao của những bữa tiệc. Không cô gái nào có thể cưỡng lại trước màn trình diễn của ta. Không, tất cả đều phản đối. Vô vị mà. Xin chào các quý cô. Cậu chuẩn bị gì vậy? Một bó hoa và viên ngọc trai đẹp nhất từ biển cả. Câu trả lời của mình là có. Mình ủng hộ. Cậu đã thắng. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Mình sẽ đi cứu Ariel. Gấp vải nhung lại. Dùng đệm tổng hợp vô trong. Trang trí tua rua cho gối. Thêm đôi giày. Và chi tiết trang trí bằng đá. Phong cách tuyệt vời cho công chúa. Nàng công chúa vẫn còn ngủ. Các cậu ơi, mình dẫn hoàng tử đến đây. Chúc may mắn. Ariel à, anh mong nụ hôn của anh có thể giúp em tỉnh lại. Không có gì. Em định ngủ mãi sao? Nhìn kìa, đuôi của Ariel biến thành đôi chân rồi. Cái gì? Sao có thể được chứ? Ariel, em tỉnh rồi. Ô, tình yêu của em. Kỳ lạ quá. Cẩn thận đó. Mình có quà cho cậu nè. Ariel được cứu rồi. Hoan hô. Mình lấy một cái hộp. Quấn lại bằng dây bệnh. Thêm viền đen. Cắt chiếc que nha. Nhiều đồ ngọt quá. Của cậu đây, Eric. Mình sẽ khiến Ariel hạnh phúc. Hoàng tử sắp xếp buổi hẹn hò bất ngờ. Anh lãng mạn quá à. Bữa hẹn thật tuyệt. Vì có em ở đây với anh. Tay họ chạm vào nhau. Đã đến lúc khởi động. Cuốn con đi chơi đi. Bé cuốn chạy ra đường. Phía trước có xe ngựa. Ta thật hoàn hảo.
Dừng lại. Chờ đã. Khổ xe bị trượt rồi. Ariel, để anh đưa em tới bệnh viện. Giúp với Lalelu ơi. Tội nghiệp quá. Lấy tờ khăn ăn nha. Chuẩn bị bột. Trộn đều. Cố lên nha công chúa. Mình về nhà thôi. Em yêu, anh nên mang gì cho em? Em muốn ăn vặt. Anh sẽ quay lại ngay. Tự nhiên nha em yêu. Eric ơi, anh đây em. Em buồn quá à. Anh đọc sách cho em nghe đi. Được chứ. Cách đây rất lâu. Cô nàng ngủ quên. Vậy là cuối cùng mình cũng được nghỉ rồi. Ha. Em không có ngủ nha. Chân của em. Chuyện gì? Chân em đau à? Hôm nay là ngày tháo bột nè. Để anh đưa bác sĩ tới. Kiểm tra xem. Mọi thứ đều ổn cả. Cô ấy đã khỏe. Vậy có thể lại hẹn hò rồi. Lấy khung hình cũ nha. Đổi màu nào. Mạ vàng cắt mặt. Gắn đệm mềm mại. Chiếc thuyền hoàn hảo cho những cặp đôi yêu nhau. Cặp đôi tiếp tục buổi hẹn hò lãng mạn. Nhìn kìa, đó là gì vậy? Ở đâu? À, là mông biển. Mình sẽ lấy nhẫn. Im lặng đi Max. Thời tiết thật đẹp đúng không? Eric, anh đâu rồi? Em yêu, đồng ý lấy anh nha. Chà, bất ngờ quá à. Nhẫn đẹp quá đi. Và bây giờ là nụ hôn của tình yêu đích thực. Ồ, lại tới chú cuốn rồi. Cùng trang điểm cho cô dâu nha. Chọn gì đây ta? Yes, that's it. Lấy số đo nào. May các mẫu lại. Trang trí bằng ri băng. Khăn che mặt cho cô dâu và chiếc vương miện nữa. Thank you very much. Ngày ấy đã đến. Cặp đôi của chúng ta đang đứng trước bàn thờ. Hai con có đồng ý trở thành vợ chồng hay không? Dạ có. Tình yêu này là mãi mãi. Đánh dấu sự gắn kết bằng một nụ hôn. Tụi mình đang đợi bó hoa của cô dâu đây. Sẵn sàng chưa? Mình ném nha. Cậu sẽ chọn ai? À, tối nay cậu có rảnh hay không? Ô không, Rapunzel cầm cái này đi nè. Đến lúc phải rời khỏi đây rồi. Niềm vui vẫn cứ tiếp tục.